Ngành nghề kinh doanh kiếm tiền tỷ đáng chú ý ở nông thôn là vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm khi mà ngày càng nhiều bạn trẻ quyết định bỏ phố về quê để khởi nghiệp. Tuy nhiên, nên lựa chọn kinh doanh lĩnh vực gì để có thu nhập cao và dễ thành công? Dưới đây là 8 gợi ý mà Vietan.tv muốn gửi tới các bạn. Thứ nhất, kinh doanh buôn bán đặc sản địa phương. Việt Nam có tới 63 tỉnh thành phố và có rất nhiều làng nghề cũng như các sản phẩm riêng biệt. Vậy tại sao bạn không tìm những mặt hàng đó để buôn bán và quảng bá? Không những phát huy được truyền thống địa phương mà còn giúp mang sản phẩm đi xa tới cả thị trường quốc tế, tạo ra nguồn thu nhập lớn cho mình và những người xung quanh. Chung tay gìn giữ truyền thống tốt đẹp từ bao đời, thay vì phải bon chen nơi đất khách quê người. Ví dụ như mặt hàng rượu. Tại nước ta, rất nhiều nơi có các loại rượu gạo nổi tiếng như tại Lạng Sơn, Ninh Bình, Bắc Giang, Long An, Bến Tre, Tây Nguyên, Tây Bắc, Đà Lạt, Bình Định và Phú Quốc. Rượu là đồ uống được rất nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng. Nhu cầu tiêu thụ rượu tại Việt Nam là cao nhất trên thế giới. Nếu bạn ở các khu vực trên, có thể đầu tư mở cơ sở sản xuất kinh doanh rượu quy mô với hệ thống dây chuyền sản xuất, chiết xuất rượu tự động, an toàn vệ sinh. Chắc chắn bạn có thể tạo ra nguồn thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm ở nông thôn. Thứ hai, đầu tư mở quán trà chanh, trà đá. Trà chanh, trà đá đã trở nên thân thuộc với nhiều người. Chi phí đầu tư mở quán thấp, lợi nhuận siêu khủng. Đây sẽ là một ý tưởng khởi nghiệp hấp dẫn. Để dễ dàng thành công hơn, bạn cần chọn địa điểm kinh doanh ở vị trí thích hợp. Tốt nhất là chọn nơi đông dân cư, gần mặt đường, gần chợ, gần trường học hay gần các cơ quan, bệnh viện. Pha chế trà chanh, trà đá rất đơn giản, ai cũng có thể làm được. Khi pha chế, cần đảm bảo sử dụng nước tinh khiết cũng như sử dụng đá sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh. Thứ ba, mở quán cà phê. Ngày nay, tốc độ đô thị hóa nông thôn ngày càng cao, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Mở quán cà phê ở nông thôn cũng là một ý tưởng hay dành cho bạn. Việc thưởng thức một ly cà phê trước khi làm việc ở nông thôn đã và đang là thói quen của nhiều người. Bạn nên mở quán có không gian rộng, thoáng mát, bài trí bắt mắt. Vì xu hướng hiện nay, mọi người đều thích đến những quán cà phê có không gian rộng, nhiều cây xanh. Vừa thưởng thức cà phê, vừa trải nghiệm sự bình yên chỉ có tại nông thôn. Thứ tư, sản xuất kinh doanh nước đá. Thời tiết nắng nóng, sử dụng nước đá để giải khát, bảo quản thực phẩm đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Đặc biệt, ở những vùng nông thôn có nhiều khu công nghiệp, nhu cầu sử dụng nước đá để giải khát lại càng tăng cao. Vậy thì tại sao bạn không đầu tư mở cơ sở sản xuất kinh doanh nước đá để vừa có đá sử dụng, vừa cung cấp đá viên ra thị trường? Rất nhiều người đã thử và thành công, còn bạn thì sao? Thứ năm, mở quán ăn, nhà hàng. Mở quán ăn tại nông thôn, bạn có rất nhiều lợi thế như nguyên liệu giá rẻ, ít đối thủ cạnh tranh, vốn đầu tư thấp và lượng khách hàng tiềm năng rất lớn. Nông thôn Việt Nam đã có những thay đổi mạnh mẽ. Kinh tế phát triển, kéo theo nhu cầu ăn uống và đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Người dân mong muốn được trải nghiệm những món ăn ngon, hấp dẫn, được chế biến chuyên nghiệp, hương vị đậm đà như những quán ăn, nhà hàng tại thành phố. Do vậy, đầu tư mở quán ăn, nhà hàng tại nông thôn là một ý tưởng đầu tư thông minh, sinh lời cao. Thứ sáu, sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình. Nước đóng chai, đóng bình xuất hiện ở khắp nơi, từ gia đình đến doanh nghiệp. Đầu tư sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình được xem là một trong những ý tưởng tuyệt vời mà nhiều người đang lựa chọn. Đây còn được đánh giá là ngành siêu lợi nhuận. Đã có rất nhiều thanh niên nông thôn trở thành tỷ phú từ đầu tư sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình. Quan trọng là bạn lựa chọn được hệ thống lọc nước chất lượng cùng hệ thống máy chiết xuất đóng chai, đóng bình tốt, tạo nên quy trình sản xuất nước uống tinh khiết, hiện đại, công suất cao, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Thứ bảy, sản xuất kinh doanh nước muối sinh lý. Nước muối sinh lý có tính diệt khuẩn cao, có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Dù không phải là thuốc, nhưng có thể sử dụng hàng ngày để tăng cường sức đề kháng. Nước muối sinh lý an toàn cho mọi lứa tuổi, kể cả trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai. Đặc biệt, trong thời kỳ dịch bệnh như hiện nay, việc vệ sinh mũi, họng hàng ngày là vô cùng cần thiết
và ngành kinh doanh này sẽ là một ý tưởng tuyệt vời. Thứ 8, mở cửa hàng cắt tóc, làm đẹp. Công việc kinh doanh này sẽ giúp bạn có thu nhập tới vài chục triệu đồng mỗi tháng ở nông thôn. Bởi nhu cầu cắt tóc, chăm sóc sắc đẹp là nhu cầu thiết yếu của cả nam, cả nữ, cả già lẫn trẻ. Bạn sẽ không bao giờ phải lo đi tìm kiếm khách hàng. Đó là những ý tưởng mà Vietan.tv muốn gửi tới bạn. Tuy nhiên, các bạn hãy lưu ý, kinh doanh làm giàu không bao giờ là công việc dễ dàng. Dù đây là khát vọng và ước mơ của đại đa số bạn trẻ hiện nay, những khó khăn luôn tồn tại trên con đường hiện thực hóa ước mơ. Đầu tiên đó là vốn. Kinh doanh gì cũng cần có vốn, làm sao để có vốn? Tiếp đến là ý tưởng kinh doanh. Đây chính là điều kiện cần thiết để bạn bắt tay vào kinh doanh. Mỗi người khi bắt đầu đều có thể đưa ra những ý tưởng khởi nghiệp cho riêng mình và có thể tham khảo những ngành nghề ở trên. Tuy nhiên, có thể thành công được hay không lại phụ thuộc vào tính khả thi của từng sản phẩm, từng địa phương, từng thời điểm, tương ứng với từng mô hình kinh doanh. Đối tác kinh doanh. Thật khó để bạn có thể kinh doanh thành công khi chỉ có một mình. Bạn cần phải tìm kiếm đối tác, xây dựng các mối quan hệ. Ví dụ, bạn muốn mở cơ sở sản xuất kinh doanh nước đá, thì bạn phải tìm được cho mình đối tác cung cấp máy làm đá chất lượng. Do đó, công cuộc tìm kiếm đối tác tạo ra sự phát triển bền vững là vấn đề người làm kinh doanh cần quan tâm và cần phải có thời gian để tìm hiểu, đánh giá, lựa chọn đối tác phù hợp nhất. Khách hàng, đây là yếu tố quan trọng và quyết định đến sự thành bại của công việc kinh doanh. Khách hàng chính là người trả tiền và giúp bạn thành công. Bài toán tìm kiếm khách hàng luôn đặt ra cho tất cả những người làm kinh doanh bởi những lý do như thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng về kinh doanh buôn bán, khiến nhiều bạn trẻ lo sợ. Nhưng các bạn đừng quá lo lắng. Tất cả điều đó đều có thể vượt qua nếu bạn quyết tâm và không ngừng cố gắng. Chúc các bạn thành công!